trao giải cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần 2 đã chính thức diễn ra vào 8 giờ tối ngày 15 tháng 12 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần 2 được bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 năm 2023, đã thu hút hàng nghìn lượt ứng viên từ khắp các tỉnh thành tham gia và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khỏe đẹp tới công chúng. Ban tổ chức đã ghi nhận hơn 3.500 ứng viên đăng ký chính thức cùng khoảng 10.000 người hưởng ứng thực hành dinh dưỡng và rèn luyện thể thao. Trải qua 3 vòng thi, ban tổ chức đã lựa chọn được những ứng viên xuất sắc nhất để trao các giải thưởng chính thức và giải nhân vật truyền cảm hứng. Theo đó, một giải đặc biệt trị giá 50 triệu đồng của cuộc thi thuộc về ứng viên Nguyễn Thị Minh Châu, hiện là Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Với chị, những ngày tháng triền miên giật mình thức giấc giữa đêm từng là ám ảnh không thể quên trong cuộc đời. Nhưng áp lực công việc, cuộc sống và nỗi sợ hãi ấy càng khiến người phụ nữ này tăng cân không kiểm soát, trở nên chỉ trệ và tự ti. Nguyễn Thị Minh Châu đã trở nên e ngại cả những việc vốn là đam mê, sở trường của mình như diện áo dài, dẫn chương trình. Tôi khỏe đẹp hơn là bước ngoặt giúp chị tìm lại chính mình, thoát ra khỏi những đêm dài hoang mang cô độc trong bóng tối. Thực hiện cân bằng dinh dưỡng và tập luyện khoa học, chị Minh Châu đã giảm tới 12kg cân nặng và 13cm vòng eo. Không chỉ thay đổi vóc dáng, cải thiện sức khỏe cho bản thân, chị còn truyền động lực, lan tỏa năng lượng tích cực tới người thân, bạn bè và cộng đồng cùng thay đổi lối sống và thói quen ăn uống tập luyện để cùng khỏe mạnh hơn. Một giải nhất trị giá 30 triệu đồng thuộc về nữ ứng viên sinh năm 1985 Nguyễn Thị Mai Liên. Chị Mai Liên là một giáo viên tiểu học, từng có thời điểm nặng tới hơn 74 kg. Đưa bản thân vào kỷ luật và tham dự cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn, chị Liên đã giảm được đến 15 kg mỡ về số cân nặng 59,9 kg. Vòng eo đã giảm xuống còn 68 cm. Đồng thời, chị đã xây dựng được một cộng đồng cùng rèn luyện thể dục và thực hành dinh dưỡng khoa học. Bất kỳ ai tiếp xúc với cô giáo Liên ở thời điểm hiện tại đều cảm nhận được tinh thần lạc quan, năng lượng tích cực chưa từng có của chị. Hai giải nhì trị giá 20 triệu đồng thuộc về hai ứng viên Nguyễn Thị Giang Linh và Đồng Thị Tuyết. Chị Nguyễn Thị Giang Linh, sinh năm 1968 đến từ Hà Nội. Chị Linh Nguyên là trưởng phòng dân số kế hoạch hóa gia đình thuộc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Với chiều cao 1m57 nhưng có những lúc cân nặng lên đến 78kg đã khiến thân hình chị mất cân đối, cơ thể mệt mỏi với nhiều bệnh chuyển hóa. Chỉ trong 3 tháng, nữ ứng viên tôi khỏe đẹp hơn lần 2, ở độ tuổi 55 đã giảm 7,8kg, 22cm vòng eo, 4% chỉ số mỡ toàn thân, các chỉ số khác về ngưỡng an toàn. Ngoài chị Giang Linh, Sài Nhi cũng thuộc về một trong những ứng viên giảm nhiều cân nặng nhất cuộc thi. Sinh năm 1994 và đến từ Điện Biên, chị Đồng Thị Tuyết gây ấn tượng mạnh mẽ với hội đồng giám khảo bởi khuôn mặt luôn dạng dỡ tươi cười. Nhưng đằng sau tinh thần lạc quan ấy là hành trình vô cùng vất vả để Đồng Thị Tuyết có thể giảm tới 14,4 kg trong 3 tháng của cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần 2. Nhận được giải ba của cuộc thi là các ứng viên cũng đã có rất nhiều sự nỗ lực trên hành trình vượt lên chính mình. Ứng viên đầu tiên là anh Nguyễn Chí Dũng, sinh năm 1998, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là người được đặt cho biệt danh chàng trai trà sữa vì có những thời điểm anh uống 2 đến 3 ly mỗi ngày. Tuy ít tuổi, nhưng cơ thể Dũng đã từng rất trì trệ và mắc các bệnh sừng khớp, rối loạn nhịp tim và đặc biệt là sỏi thận do ăn uống thiếu khoa học. Quyết tâm thay đổi để có cuộc sống khỏe mạnh hơn, Dũng bắt đầu từ việc cai trà sữa, thay đổi thói quen sinh hoạt và thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học Dũng ăn đúng giờ, đúng bữa, ăn nhiều rau xanh, đặc biệt hạn chế các đồ uống có đường, đồng thời tăng cường luyện tập. Anh đã giảm được 13kg và có sức khỏe ổn định. Chị Nguyễn Thị Sen sinh năm 1990, quê ở Hải Dương, là một trong những ứng viên nhẹ cân nhất cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần hai. Hành trình tăng cân từ 40,6kg lên sấp xỉ 45kg của chị, có thể nói khắc nghiệt không kém những người phải giảm số lượng cân lớn. Là người ôm yếu lâu năm, suy nhược cơ thể, lại không thường xuyên chăm sóc sức khỏe. Với chị, việc tăng cân như là nhiệm vụ bất khả thi. Quyết tâm tìm hiểu về dinh dưỡng, vận động để tăng cơ giảm mỡ. Tính đến thời điểm hiện tại, chị đã tăng được gần 5kg nhờ lối sống khoa học và hợp lý. Chị Sen tự nhận đó là kết quả của một quá trình gian khổ. Chị Hà Thị Phương, sinh năm 1984, hiện là trưởng phòng kiểm toán tại công ty tư vấn kiểm toán SS tại thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích giảm tổng hơn 21 kg và 23 cm vòng eo. Trong năm ứng viên đạt giải tư, chị Hà Thị Mái, sinh năm 1993, là cô gái sống ở huyện miền núi Phù Yên thuộc tỉnh Sơn La. Với cân nặng lên tới gần 70 kg, Hà Thị Mái đã gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe, thường xuyên mệt mỏi, thiếu năng lượng làm việc. Cuộc thi tôi khỏe đẹp hơn như cơ hội truyền động lực cho chị cũng như nhiều người có quyết tâm thay đổi mạnh mẽ hơn. Cũng như chị Mái, chị Nguyễn Thị Hồng Vịnh, sinh năm 1982, đã có màn lột xác ngoạn mục. Sau 3 tháng tham gia cuộc thi, chị Vịnh đã giảm gần 9kg và 14cm vòng eo. Tự thấy bản thân mình khác biệt hơn nhiều so với thời gian trước, chị Vịnh càng tự tin và quyết tâm hơn để tiếp tục rèn luyện trên chặng đường khỏe đẹp. Ứng viên Phạm Thị Lan Phương, 36 tuổi, là nhân viên ngân hàng VP Bank, đã từng tìm nhiều cách để giảm cân mà không thành, cho đến khi biết đến lối sống ăn uống khoa học. Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần hai như một lời cam kết tìm lại sức khỏe, sự tự tin vốn có từ ngoại hình của mình, đồng thời cũng muốn là tấm gương cho con cái. Chị Phương đã đạt được vóc dáng mình muốn và giảm tới gần 30cm vòng eo. Chỉ mới sinh năm 2004, là người trẻ tuổi nhất trong những ứng viên đạt giải. Trước đây, ứng viên Hình Văn Tú Phương hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, luôn mang trong mình tâm lý mặc cảm với cân nặng 74,9 kg. Nhờ cuộc thi tôi khỏe đẹp hơn lần hai, Phương đã biết quan tâm hơn tới chế độ dinh dưỡng và tập luyện. Từ đó, Phương đã giảm được 8,6 kg trong quá trình tham gia chương trình, tiếp tục nỗ lực thay đổi. Từng đạt mốc 80,1 kg, đối với ứng viên Lưu Đoàn Phong, sinh năm 1991, Cuộc thi tôi khỏe đẹp hơn lần hai như là một cơ hội truyền động lực cho anh, cũng như nhiều người có quyết tâm thay đổi mạnh mẽ hơn. Anh và rất nhiều người bạn cùng đơn vị đã cùng nhau tham gia cuộc thi và rèn luyện mỗi ngày. Sau 3 tháng tham gia cuộc thi, số cân hiện tại là 74kg, cơ thể cảm thấy khỏe hơn và tràn đầy năng lượng hơn. Ngoài các giải chính, không thể không nhắc đến hai ứng viên ấn tượng nhận được giải nhân vật truyền cảm hứng. Ứng viên Hoàng Kim Anh, 55 tuổi, đến từ Hà Nội, Người đạt giải nhân vật truyền cảm hứng là một người phụ nữ bản lĩnh nghị lực, vượt qua căn bệnh hiểm nghèo ung thư phổi, luôn hướng về tương lai phía trước. Tham gia cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 2 để có động lực kiểm soát cân nặng khoa học, cập nhật được nhiều kiến thức về dinh dưỡng và vận động để phòng tránh hội chứng suy mòn do ung thư gây ra. Chị mong muốn việc duy trì cân không chỉ nâng cao sức khỏe, mà chị muốn chứng minh cho mọi người thấy bệnh nhân ung thư như chị. Nếu thường xuyên vận động kết hợp với chế độ dinh dưỡng lành mạnh, vẫn có thể lực tốt, tinh thần sang khoái, luôn tràn đầy năng lượng. Không chỉ thế, chị còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần và ý chí tích cực đó cho rất nhiều bệnh nhân ung thư khác, chia sẻ về thực hành dinh dưỡng đúng cách, giúp họ lạc quan hơn, sống khoa học hơn. Từng lọt top 30 trong cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần một, Nguyễn Minh Thắng, 27 tuổi, hiện sinh sống tại Hà Nội, là người duy trì vóc dáng và sức khỏe bền bỉ trong suốt quá trình tham gia cuộc thi bằng cách tăng cường luyện tập, đồng thời lan tỏa lối sống tích cực. Không chỉ thay đổi cho bản thân mình, Nguyễn Minh Thắng đã lan tỏa, khuyến khích những người xung quanh cùng tham gia tập luyện, giúp họ khỏe hơn, đẹp hơn và duy trì sức khỏe tốt hơn. Nam ứng viên này luôn năng nổi trong mọi sự kiện vận động và thực hành dinh dưỡng. Theo nhà báo Trần Tuấn Linh, tổng biên tập báo Sức khỏe và Đời sống, trưởng ban tổ chức cuộc thi, Tôi khỏe đẹp hơn đã trở thành một hoạt động truyền thông y tế thường niên do báo tổ chức. Với tôi khỏe đẹp hơn, Ban tổ chức không phải đi tìm người giảm cân nhiều nhất hay hình thể đẹp nhất, mà mong muốn lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng hợp lý, vận động khoa học tới người dân cả nước. Hy vọng những thay đổi tích cực này sẽ lan tỏa tới cộng đồng, giúp mọi người nâng cao sức khỏe, thực hành dinh dưỡng tốt hơn, dự phòng bệnh tật và cải thiện chất lượng cuộc sống.